Thưa quý vị, vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 33 người tử vong vừa qua đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, loại hình dịch vụ vui chơi giải trí. Nguy cơ cháy nổ tại các quán bar, karaoke, vũ trường dù đã được nhận diện từ lâu, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xem nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy của không ít các cơ sở kinh doanh. Những ngày này, tại địa bàn thành phố Huế, lực lượng công an và chính quyền tại cơ sở đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy, ghi nhận bước đầu của phóng viên thực sự. Quán karaoke Aisin ở đường Lê Thánh Tôn là một trong những đơn vị thực hiện khá tốt công tác phòng cháy chữa cháy với hệ thống tự động khá bài bản. Tổng số 21 phòng nhưng chủ quán cũng đã bố trí 3 phòng trống để làm lối thoát hiểm từ lâu nay. Để đảm bảo khi có sự cố thì từ tất cả các phòng đều có lối thoát xuống cầu thang. Theo quy định của nhà nước, mình cũng phục vụ tất cả các nội quy của nhà nước đưa ra thì cũng hỗ trợ là phòng cháy chữa cháy tự động và các hệ thống để cho đảm bảo cho khách hàng. Phòng thoát hiểm thì mình được hai cái cầu thang thoát hiểm là rất là an toàn vì ở đây mình bố trí là có lối thoát hiểm, tầng nào cũng có lối thoát hiểm hết cả. Vì khách hàng nhiều khi họ hút thuốc hay là bất cứ cái gì thì mình cũng nên cẩn thận là trên hết vì để đảm bảo cho khách hàng mà thì tính mạng con người rất là quan trọng. Sau vụ cháy ở Bình Dương, các quán karaoke đều cho biết lượng khách đến vui chơi giảm nhiều do người dân khá lo sợ. Tranh thủ thời gian này, anh Nhật, chủ quán karaoke Sắc Màu cũng đang gia cố lại hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán, trong đó đảm bảo tiêu chí tự động, bố trí bình xịt mini ở mọi lối và đặc biệt là thiết kế thêm cầu thang thoát hiểm ở bên ngoài để người trong tòa nhà có lối thoát an toàn nếu có sự cố xảy ra. Sự việc ở Bình Dương thực sự khiến cho những người kinh doanh loại hình này lo lắng và cố gắng để hoàn chỉnh hệ thống để đảm bảo an toàn. Mình cũng có nghe vụ cháy, thật ra cũng rất là lo là ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của quán. Chắc chắn sẽ ảnh hưởng là vì sao? Khi khách người ta nghe mà cái vụ cháy như vậy họ cũng ngại hạn chế đi bớt là mất đi một lượng khách. Nhưng riêng ở quán, trước khi vụ cháy xảy ra là quán đã tập trung và sửa chữa làm hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, làm cách đây là 3 tuần rồi. Thì mình là một người chủ luôn luôn quan tâm đến cái lo lắng của khách hàng. Khách họ đến chơi phải an toàn, cho nên mình tự động làm trước khi vụ của Bình Dương xảy ra. Hiện nay, công an các phường có nhiều tụ điểm kinh doanh karaoke cũng đang tiến hành kiểm tra nhắc nhở các quán. Bên cạnh những quán có đầy đủ phương án thiết bị thì vẫn còn một số quán chưa đảm bảo. Lỗi nhiều nhất đa phần là không bố trí đủ bình chữa cháy, chưa tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho nhân viên, chưa bố trí được lối thoát hiểm. Đối với những quán vi phạm, lực lượng công an và Ủy ban nhân dân phường sẽ lập biên bản, yêu cầu đình chỉ để sửa chữa, gia cố đầy đủ trước khi hoạt động trở lại. Trên địa bàn hiện nay là có 17 cơ sở kinh doanh karaoke. Vừa qua thì sự việc xảy ra tại Bình Dương thì chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh toàn bộ các quán karaoke về mặt về phòng cháy chữa cháy cũng như là các lối thoát hiểm thoát nạn, lối thoát hiểm thứ hai, rồi về hệ thống đảm bảo an toàn về trong cái công tác kinh doanh về lĩnh vực karaoke tại địa bàn. Được biết hiện nay công an thành phố Huế đã có công văn yêu cầu công an các phường thực hiện cao điểm kiểm tra các quán karaoke, bar, pub trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm. Đối với những cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu sẽ lập biên bản và xử lý nghiêm túc. Thực tế trên địa bàn thành phố Huế cách đây không lâu cũng đã xảy ra một vụ cháy tại quán pub bia New Pop Pop. Tuy không có ảnh hưởng về người nhưng vụ cháy đã gây ra nhiều thiệt hại về vật chất và cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh để các chủ cơ sở kinh doanh các loại hình tương tự cần chú ý để đảm bảo an toàn trong kinh doanh.